nhật nha, nhưng mà số lượng rất là ít nha, tại vì cái này mới cho mai số lượng ít à. Chị em nào nhận được video sớm thì vô đặt hàng giùm em ha. Mấy chị đặt hàng á thì có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp giùm cho em. Một thảm vẫn là 30.000 nha mấy chị. Thảm vuông, thảm tròn, hai mẫu thảm nào cũng có hết trơn ha. Nhưng mà thảm vuông rất là ít nha mấy chị. Chị nào nhân tay nhận được video sớm thì mua hàng trước tiên thì có nha, số lượng rất là ít nha. Ví dụ hết thảm tròn thì mấy chị hết thảm vuông thì mấy chị lấy thảm tròn giùm em nha. Một thảm là 30.000, ba thảm là 90.000, tiền ship là 30.000 nha mấy chị. Chị mua hàng thì các bạn Zalo hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp giùm em nha. Mấy cái thảm vuông này rất là bự luôn rồi mấy chị. Cái này em bán những mấy cái thảm vuông này giá 30.000 á, là trên cho mấy chị em nào mà đã theo dõi kênh á, mấy chị đã nhận thông báo rồi á, thì em đăng video này mấy chị nhanh tay vô mua hàng trước ha, thì sẽ được những cái thảm vuông này nha. Còn như mấy chị nào mua sau mua trễ á, thì chỉ còn thảm tròn ha, giá thì vẫn 30.000 nha mấy chị. Thảm vuông rất là đẹp luôn, cái này là thảm hình chữ nhật. Mấy chị mua hàng thì để ý điện thoại giùm em ha, có nhiều khi nhân viên tới chỗ mình giao hàng rồi á nhưng mà mình không có gọi được cho nên người ta không có giao hàng được đó mấy chị. Hàng bên em ship một đơn là 30.000 ha, mấy chị mua nhiều sản phẩm cũng là 30.000 ha, nhưng mà từ 10 sản phẩm trở lên đó là bên em miễn phí cho mấy chị nha. Mỗi một lô vải á là có những cái màu khác nhau á mấy chị, cho nên qua dân thường xuyên đổi nha, sáng tối tối sáng nha. Nhưng mà rất là đẹp luôn á mấy chị. Có hai số lượng về rất là nhiều ha, chị em cắt tỉ lẻ thì lên đơn giùm em, lên đơn ngay là có hàng liền tay, tầm 3 tới 5 ngày là mấy chị nhận được đơn hàng nha mấy chị, tại vì hàng có sẵn đó. Rất là đẹp luôn. Mấy chị đặt hàng để ý điện thoại giùm em nha, có nhiều nhân viên người ta giao hàng đó nhưng mà mình không có nghe điện thoại cho nên người ta giao không có được, làm chậm trễ đơn hàng của mình đó, chậm nhận hàng hơi trễ đó mấy chị. Lô thảm lần này có nhiều hoa văn lắm luôn. Mấy chị nào đặt đơn 10 thảm là bên em miễn ship cho mấy chị nha. Giá sỉ là từ 20 thảm trở lên, khách sỉ thì gọi điện giùm em là em báo giá cho mấy chị ơi. Cái này làm công rất là cực luôn á, mình cắt mình còn phải lựa rồi chen với nhau, màu sáng màu tối, màu sáng màu tối nó mới nổi lên cái hình hoa này được. Rất là nhiều hoa văn đẹp luôn á mấy chị. Mấy chị mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo em, địa chỉ với số điện thoại nha. Chị nào nhanh tay mà đặt trước thì được mấy cái thảm vuông, thảm bự, thảm đẹp nữa. Còn như thảm tròn thì kích thước nó vẫn như bình thường nha mấy chị. Thảm thì bên em có hàng quanh năm luôn ha, nhưng mà tùy theo cái lô đồ á, tùy theo hoa văn thì cho những cái sản phẩm nó kích cỡ nó vẫn giống nhau, nhưng mà cái hoa văn thì nó hơi khác một xíu thôi ạ. Rất là chắc chắn luôn, nó không có bị dùng bị sức nha.
định làm cho nó có nhiều hoa văn cho nó đẹp á, cho nên có nhiều chị muốn mua hoa văn giống nhau mà nhiều cái không có, nhưng mà lô này có nhiều nha, có nhiều hoa văn giống nhau. Chị vào xem video thì đợi xem hết video dùm cho em nha, tại vì nó có rất là nhiều hoa văn luôn. Xanh đỏ tím vàng, cái màu cũng xanh. Còn rất là nhiều nữa, nhưng mà hoa văn nó cũng đang ám vậy nha chị. Rồi, video đến đây em xin kết thúc.